Vâng, có rất nhiều cách để mỗi người thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Và cách mà nhóm sinh viên trong phóng sự sau đấy đang làm cũng là một việc làm vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Với mong muốn sẻ chia với những vất vả của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, các thành viên của câu lạc bộ BK Star của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiên cứu thành công chiếc máy thông minh nhắc bệnh nhân COVID-19 uống thuốc đúng giờ, đúng liều. Và đáng mừng hơn, sản phẩm sáng tạo này đã được chắp cánh bởi một công ty khi cùng tài trợ kinh phí để có thể sản xuất hàng loạt. Thiết kế nhỏ gọn, chạy bằng pin sạc. Chiếc máy nhắc thông minh này có nhiệm vụ nhắc bệnh nhân uống thuốc đúng lịch, đúng giờ. Như một chiếc hộp nhỏ và có thể để ở đầu giường cho bệnh nhân tiện sử dụng. Máy nhắc có chức năng thu âm và phát lại lời nhắc theo lịch hẹn giờ đã được cài đặt qua app hoặc web. Từ những cái app trên điện thoại này, bọn em có thể record các cái bản ghi này. Và sau đó thì set các cái thời gian của cái bản ghi đấy cho cái việc nó sẽ nhắc nhở khi nào. Những cái đó sẽ được gửi trực tiếp lên cái phần server và công việc của server sẽ điều phối đến những cái máy mà các bác sĩ muốn nhắc nhở. Thiết bị của em thì sẽ được thu âm thanh từ trên website và điện thoại là các lời nhắc của bác sĩ. Sau đó thiết bị nó sẽ lấy âm thanh về và phát ra khi mà đúng thời gian mà bác sĩ đã cài đặt trước, hoặc là người dùng có thể ấn vào nút công tắc này và lắc máy thì máy sẽ phát ra âm thanh mà bác sĩ lời nhắc đấy. Ý tưởng về chiếc máy nhắc thông minh đã được nhen nhóm từ cuối tháng 7, trước thời điểm dịch COVID-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng. Theo Nguyễn Minh Huy, sản phẩm ban đầu của chiếc máy này là để phục vụ cho các gia đình, giúp các bậc phụ huynh trao đổi thông tin với con cái. Tuy nhiên, trong quá trình làm sản phẩm, đúng thời điểm dịch bùng phát, các thành viên BK Star nhận thấy việc cung cấp các hộp nhắc này vào bệnh viện đang điều trị COVID-19 là rất phù hợp. Huy và các thành viên đã dành nhiều thời gian, công sức để hoàn thiện sản phẩm, nâng cấp phục vụ bệnh nhân. Ở trong Đà Nẵng hiện tại số lượng bệnh nhân đang rất là đông, trong khi số lượng bác sĩ đang rất là ít, thế nên là tạo ra một cái áp lực công việc rất là lớn cho các bác sĩ. Thì từ vấn đề đấy, chúng tôi đã nảy sinh ra một cái ý tưởng, đó là làm một chiếc hộp nhắc nhở thông minh để có thể giảm tải được áp lực công việc cho các bác sĩ. Sản phẩm rõ ràng rất hữu ích với các y bác sĩ và bệnh nhân. Chính vì vậy, công ty VNPT Technology đã quyết định tài trợ kinh phí, đồng hành cùng BK Star sản xuất ra nhiều chiếc máy nhắc đủ để cung cấp cho các đơn vị y tế nơi tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi cũng mong muốn là sẽ tiếp tục hợp tác với cả câu lạc bộ cũng như trường Bách khoa để cung cấp cái sản phẩm thiết bị y tế thông minh, góp phần cùng ngành y tế chống dịch, và hy vọng là thiết bị thì có thể được phát triển rộng rãi hơn, không chỉ ở Đà Nẵng, bệnh viện Đà Nẵng mà các bệnh viện khác. Dự kiến là chiều chủ nhật chúng tôi sẽ hoàn thành 100 chiếc hộp, và đến sáng thứ hai chúng tôi sẽ chuyển ngay vào trong Đà Nẵng để có thể giúp các bác sĩ ở trong tâm dịch. Hiện nay, việc sản xuất hàng loạt máy nhắc thuốc uống thông minh đang được câu lạc bộ BK Star Đại học Bách khoa Hà Nội tích cực triển khai, để trong một thời gian rất ngắn nữa, những thiết bị nhỏ bé này sẽ đến tay các y bác sĩ, hỗ trợ tốt cho cả bác sĩ lẫn bệnh nhân trong việc nhắc nhở uống thuốc đúng giờ, đúng lịch.